mấy nay là bệnh hết chưa anh? Mới uống thuốc nó còn bồng bồng trộn trộn nhớ hoài. À, mang cái vấn đề này giờ mình tan nha. Dạ, em có một cái vấn đề là hôm nay em đến thăm anh, cái thắc mắc là em nghe có tin là công an nó đến đây hay gì anh Ngọc? Không, không thấy hả? Tôi có đến đâu, đến à. Có làm gì đâu đến. À, vậy em cũng nghe một hai người nói á, em sợ nên chiều nay em chạy xuống em thăm anh. Ở đây trộm rồi đi chạy đi dịch nữa chứ. À, là kiểu con trộm đó phải không? Dạ. Chứ đâu có làm gì đâu mà bị công an. À, là mấy người công an dân quân đồ gần mấy người ăn trộm á hả? À, là đi mất đồ nhiều. Là hồi nào anh, hồi hôm này đúng không? Rồi lúc đó là nó trong chòi. Trong chòi không có đâu ra ngoài đường đâu. À. À, mình chỉ thấy ở bên ngoài là người ta gần bắt mấy ăn trộm đồ này kia thôi. Thấy thấy mình gần đi tới luôn là ai biết nó đâu. À, dạ. Đi vòng vòng đó. Tối cũng đâu ra ngoài đâu làm gì. Tối thì giờ này là nằm trong chòi rồi. Anh có tính bữa nào đi bán lại không? Trong người nó bồn chồn. Bồn chồn là bệnh đó sao anh? À, suy nghĩ là nhớ, có lẽ là anh nhớ nhớ My đúng không? Là hiện tại bây giờ là mình vẫn còn chưa có quên được cái nỗi đau, nhưng mình không muốn làm gì cả phải không? Nhưng mà em thấy cuộc sống phía trước, dù mình có nhớ, có thương hay như thế nào, anh cũng phải gác lại, anh lo cuộc sống của anh cái đã. À, cũng như là anh phải mua bán để anh có một cái nguồn thu nào đó để anh nuôi cuộc sống của anh, để anh có tiền để anh mua cơm gì anh cúng mi. Biết bao nhiêu công sức của cô chú khán giả Mạnh Thường Quân thương anh, lo lắng cho anh, mà anh ngã bệnh một cái thì cô chú chị buồn lắm. Thì giờ anh ăn cơm gì chưa? Còn cúng ha, nghĩa là mình cúng rồi tàn cây nhang rồi kia mình mới ăn ha. Bữa nay ăn cơm gì anh Ngọc? Là ngày nào anh cũng cúng hết, cúng xong rồi mình mới ăn. Cho vợ ăn trước mình ăn sau ha. Mấy cái lúng rau của anh bữa nay lên mầm nhiều chứ anh Ngọc? Cái đó chắc tầm thì tháng mình có thu hoạch á, có ra cắt ăn được à? Cho bán cho ăn bán. Thì nhiều thì mình bán. Còn ví dụ nó cũng em thấy cũng tiện con cái là đôi khi mình đi bán nước hay đi làm gì đó về mệt á, mình trụng tô mì bỏ rau vô mình trụng nước ăn nó cũng tiện, nó cũng gọi là nhanh. Là kiểu như là mình không có đi ra ngoài, là kiểu như níu kéo cái gì đó để mình đi vô trong chòi trở lại. Cái đây anh nói một hồi em nó hơi có nghiêng về một chút tâm linh luôn á. Vậy là giờ nói chung là anh đi ra khỏi chòi là trong bụng nó bồng chồn, nó khó chịu đúng không anh Ngọc? Chỉ muốn ở trong chòi thôi, vòng vòng quanh chòi thôi ha. Rồi đi mua cơm hay không, chạy về rồi
không có gì đâu. Nhưng mà em thấy anh nên cố gắng vượt qua, tại vì dù sao thì giống như bạn như vừa nói, dù sao thì cái chuyện cũng đã như vậy rồi, anh có buồn, anh có khổ, có như thế nào nữa cũng không thể thay đổi cục diện được. Anh phải cố gắng lên, anh phải cố gắng để anh lo cuộc sống phía trước của anh. Anh khỏe, anh mạnh, anh có công việc làm ổn định thì những người thân của anh, những người đã từng giúp anh mới thấy ấm lòng và vui hơn. Cũng như là trong đó là có cả My nữa. Mặc dù My không có còn ở bên anh nữa, nhưng biết đâu đó biết được anh khỏe mạnh, biết được anh có công việc ổn định, biết được anh vui thì My cũng sẽ vui anh à. Chứ bây giờ anh cứ nằm giật giữa trong chòi, anh cứ buồn, anh cứ suy nghĩ hoài thì em nghĩ là cái đó không phải là cách tốt nhất. Dạ. Cái nỗi lòng của anh tụi em hiểu, cô chú anh chị hiểu, khán giả hiểu. Nhưng anh phải phấn đấu, anh đi làm, anh phải ra mua bán để không phụ lòng những cô chú anh chị, cũng như là cái anh Thức bên kênh Thánh Khờ miền Tây đó, cũng đã giúp cho anh có một cái công việc là mua bán nước cũng như xe cộ này kia, thì anh cũng phải ra bán để cho cô chú anh chị cũng như là anh Thức anh vui hơn. Chứ phần là không phụ lòng của mấy cô chú Mạnh Thường Quân đã ủng hộ gỡ như lửa tiền mua xe rồi mua vật dụng mình buôn bán anh Ngọc, cô bác ở trong anh. Dạ. Có hiện tại giờ là có nghĩa là sức khỏe mình vẫn còn đang nói chung sức khỏe anh thì đang ổn, nhưng mà anh đi ra cái chòi này là một chút xíu là có cảm giác là mình không muốn đi, mình muốn về cái chòi này không? Dạ. Nghe anh nói mà em lại đây bằng đêm mà em cũng thấy lỡ gà. Hồi chưa giờ là tụi em cũng đi bên Đồng Tháp, nhưng mà nghe tin anh như vậy á, nghe tin anh là có công an đến này kia tụi em mới về đây, cho nên là gặp anh rồi cũng hơi muộn. Biết gì đâu. À. Tối đi công an đâu mà nằm trên trời đâu có làm đâu mình sợ. À. À. Dạ. Em cứ nghĩ là nhiều khi chủ đất tên không cho anh ở là điện công an lại kêu anh đi. Có thầy công an cho anh cứ vô. Dạ. Có thằng ngủ rồi để xe trong trong rồi. Chẳng đi xuống trong. Dắt xe vô trời luôn ha. Đúng rồi. Để ngoài này, để ngoài này, nó mở cái gạo đây. À. Mắc đồ lại đây nè. Đấy. Có đám tuần của My là ngày nay á mai anh? Ngày thứ ba. Bữa nay ha. Cũng không nhớ. Bữa nay là 21 ngày hả ta? 4 tuần là 28. Ủa 28 là đâu có làm đâu, thường là 21, 49. Không, người ta làm mỗi tuần, người ta cũng mỗi tuần. À, mỗi tuần luôn. Làm giáp tuần rồi làm, giáp tuần rồi làm. À. Như là cái tuần này chính thì mình làm lớn, còn cái tuần này ổng chúng mình mua chúng cái sơ thôi. À. Ngày tới mua đồ cũng. Mới đó cũng 4 tuần anh. 4 tuần. Ở đây 1 tháng rồi. Nỗi đau vẫn còn vui qua trong lòng, không quên được. Cố gắng lên anh, mọi chuyện mình sẽ qua thôi. Đang cố gắng mà để tiến tướng được rồi đi về và đi về hết là quay qua quay lại rồi nhé. Em cho em hỏi là có khi nào trong cũng như là anh chậm mắt hoặc là anh nhắm mắt lại là anh thấy hình ảnh của My hiển hiện trong cái tâm tưởng của anh không? Dám hiện hiện giờ thấy không dám sợ rồi đó, còn sống á, rồi biết sợ ma đó. À. Chưa có ngủ kêu hoài gì, chưa nghe về cho em thấy là chưa thấy. À.
anh cũng mong được thấy vậy ha, mong thấy lại cái hình dáng hồi xưa, mong thấy lại hình bóng của mi. Vô cái lúc này giờ cái hỏi nói chuyện cái bệnh đó, nó hỏi chuyện nói không được qua khóc nữa. Và cũng nghe lầm mỗi lần mình nhớ cái mình lên cái những kênh YouTube đã từng ghi hình ảnh của anh của My để anh xem lại những cái ngày tháng đó, những cái sinh hoạt của anh của My ngày đó, những lời nói đó. Hy vọng là lần tới em gặp lại anh sẽ vui hơn tí. Em biết có thể em nói điều đó thì khiến anh phật lòng anh như thế nào, nhưng mà anh phải vui lên, cuộc sống phía trước anh còn rất nhiều điều chờ anh và cũng rất nhiều cô chú anh chị đã kỳ vọng ở anh, ở cái nghề bán nước chai của anh hoặc là những cái nghề khác nào đó, hoặc là cái nghề anh làm YouTube gì đó, để được là muốn đi lắm mà đi tâm trạng nghỉ hoài sau không muốn đi. Thì cũng cảm ơn anh là buổi chia sẻ hôm nay. Thì anh em hôm nay là cũng nhận được thông tin là vụ việc hồi tối hôm qua, thì anh em đến đây cũng thăm anh và cũng muốn làm rõ việc đó. Thì cảm ơn anh đã buổi chia sẻ cho anh em một cái buổi hôm nay. Thì em chào anh nha.